theorem là mình chia cái BC thành cái gì? Đó. Mình chia cái BC thành cái sẹt T. Đúng không? Đó. Mà cái T này mình phải nhân thêm cái T vào nữa. Đúng không? Tại mình chia nó cho T mà. Đúng không? Tại vì trong trong T á thì nó có T với cộng với L. Đúng không? Thì mình cộng với cái BC chia cho cái L, nhân cho cái L. Đúng không? Cái này là cái partition theorem này. Để mình tìm được là cái xác suất của cái round trip á nó là 0.58. Mặc dù là ở trên người ta chỉ cho mình biết được là cái xác suất của cái round trip khi mà bus on time và cái xác suất của cái round của đông á, cái bus đông á khi mà lay. Nó chứ không cho mình biết được là cái round trip bình thường là bao nhiêu á. Đúng không? Cái này cái rayon nó không mình không biết. Nhưng mà mình dùng cái partition theorem này thì mình lại biết. Mọi người thấy hay không? Có nghĩa là bình thường là 0.58. Nhưng mà khi mà đông, ôi khi mà cái bus mà nó đúng giờ á thì nó 0.52. Khi mà nó lay á, khi mà cái xác suất mà trễ á mà mình biết được lay là 0.7. Nhưng bình thường không nói gì hết là 0.58 cái rayon. Mọi người thấy hay không? À, không biết hồi xưa mọi người có học thấy hay không chứ còn tôi thấy hay nữa. Được không? Nó khác xa lắm mọi người à. Rồi hình dung ra được không? Hình dung ra được không? Phải hiểu cái này á. Sao em? Nói đi em. Alo. Cái này hình dung được ạ, đoạn này hình dung được ạ. Rồi, rồi. Rồi bây giờ mình tìm cái xác suất mà cái bus ồn, đúng không? Đó. Thì bây giờ cái bus ồn thì mình cũng chia làm hai cái đúng không? Đó. Ở trên đây rõ ràng là tại sao cái chữ T chứ không phải là cái đầu của gạch đầu T mà là T với L. Tại vì hồi nãy Kim Cương đã chứng minh cho mình thấy là T với L là nó tạo thành cái omega. Bởi vì mình không có gạch đầu. Đúng không? Còn đây, ví dụ như bây giờ mình tìm cái probability mà của noise. Đúng không? Có noise thì mình xẹt cái noise là gì? Là cái rounded, đúng không? Ồn ào khi mà mình biết được là cái có đông, bớt đông. Đó. Thì mình nhân cho cái C này. Đúng không? Rồi mình cộng cho. Tại sao lại cái này là trừ C? Tại vì mình không biết. Đúng không? Tại vì C với trừ C thì cộng lại thành omega là cái chắc rồi đó. Ha? Đó. Chứ mình không có biết thêm một cái sự kiện nào đó để mình đắp đủ lại cho cái C này. Đúng không? Còn cái T với cái L này là mình biết nó tạo thành cái omega tại vì Kim Cương chứng minh đó. Hồi nãy câu trên là chứng minh chuyện đó. Chứ không phải là T và gạch đầu T cũng có. Ha? Tại vì hai cái này nó cộng lại bằng 1. Còn dưới đây mình không có biết cái nào thì mình lấy trừ C. Được không? Hiểu tại sao đây là trừ C mà ở trên đây không phải nha. Có nhiều người cứ hỏi tôi hoài cái chuyện đó đó. À, tại vì ở trên mình đã chứng minh nó là cái axiom, mình sử dụng cái axiom 1 á để mình chứng minh á là cái T với là cái L là cộng thành cái omega. Như vậy thì có T thì là có L là nó cộng thành 1 rồi. Còn cái này C với lại trừ C negation C đúng không? Đó thì nó cũng tạo thành 1. Đó, được chưa? Thì bây giờ mình có rồi đúng không? Mình biết được là ồn ào. Mình biết được cái xác suất ồn ào khi mà cái bus đông với lại cái xác suất ồn ào khi cái bus không đông. Đúng không? Đó. Thì bây giờ mình tính được. Mình tính được cái xác suất mà bình thường không nói gì hết. Không biết nó ồn ào hay là nó đông hay là nó không ồn đông, mình tính được cái xác suất ồn ào khi mà không biết là nó đông hay không đông. Mọi người thấy hay không? Ha. Được không? Ok không? À, nhớ cái cách tính vậy ha. Đó. Mọi người sẽ thấy được là nếu mà mình không hiểu kỹ á, mốt mình không biết áp dụng như mình tính làm sao đâu. Người ta cho chữ chứ còn mà ráp vô không biết là được hay không. Được không? Ok không? À, nhớ cái partition theorem này hay lắm mọi người ha. Rồi. Nhưng mà tôi có nhiều cái bỏ qua quá bởi vì tôi xin đi lại đi. Chứ nếu mà tôi không đi lại á, là tôi thấy mọi người có vẻ như cái quan trọng nhất á, ở đây nè, là cái phần này mà tôi không nói là đâu có được. Chắc phải nói lại hết. Bữa trước mình làm tới đây rồi đúng không?
Rồi, bây giờ cái cách làm sao để mà mình tính cái xác suất á, mình check coi mình tính có đúng hay không. Đúng không? Đó, mình tính có đúng hay không. Thì mình sử dụng cái trick này cho cái condition probability á. Mình relay cái condition xét bằng cái omega đó để coi thử coi nó đúng hay không ha. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ nếu mà bây giờ thường mình điều kiện trên A đúng không, thì bây giờ mình điều kiện nó trên cái omega đúng không đó, để mình tính coi là nó có tạo thành một cái event là bằng một hay không ha. Thí dụ như bây giờ là hai cái này nè cộng lại có bằng một hay không, hai cái này nè cộng lại có bằng một hay không, thì bây giờ mình thử replay cái A bằng có omega coi được hay không ha. Bây giờ điều kiện của cái omega ở đây đúng không đó, mình thay cái A này nè bằng cái omega đó ha. Thì mọi người thấy được là nếu mà B của A trên omega mà trên omega có nghĩa là không có cái gì hết đúng không, đúng không, mọi người nhớ rồi đúng không, điều kiện trên omega có nghĩa là không có điều kiện gì hết đúng không, tại bình thường cái sample space của mình là cả một cái bằng một mà điều kiện trên nó là không là cái gì hết đúng không, vậy nó biến thành là B, xác suất của B thôi được không. Rồi điều kiện trên cái trừ B mà trên omega có nghĩa là cũng không có gì hết đúng không, có nghĩa là mình cộng hai cái này lại thì bằng một, vậy là đúng rồi đó đúng không. Nếu mà cái omega đúng thì cho những cái sample space nào cũng đúng đúng không, được chưa, ok không, hiểu hiểu cái phương pháp cái trick này không, hiểu cái trick này là gì không. Hello. Rồi. Nhớ nha ha. Điều kiện thí dụ như giờ mình điều kiện ở đây là hai cái A, mình thế hai cái A bằng cái omega. Nhưng mà mình biết được là xác suất của B mà điều kiện trên cái omega có nghĩa là nó bằng B, B của B luôn á, là xác suất của B luôn á. Tại vì bình thường là mình điều kiện trên omega mà. Đúng không? Đó, given omega có nghĩa là lúc nào nó có sample space cũng bằng 1 mà. Đúng không? Bởi vậy là cộng lại bằng 1. Rồi bây giờ cái này thì sao? Ai giải thích cho tôi nghe đi. Dạ, tại vì hai cái đó nó không có cùng điều kiện với nhau. Ừ, đúng rồi. Có nghĩa là bây giờ mình bỏ omega vô thì bỏ bên đây được, còn như bên đây đâu có cái này nó với cái này nó đâu có giống đâu. Đúng không? Bởi vậy là mình đâu có bỏ nó vô cái omega chỗ này được. Nếu mà có cũng là gạch omega, mà gạch omega là bằng không á, tập rỗng á. Đúng không? Tại vì negation của một là bằng một trừ cho một thì bằng không. Đúng không? Mà bằng không thì điều kiện của bằng không có nghĩa là ở đây đây nó không có cái gì luôn, nguyên cái đống này bằng không luôn. Đó. Ha. Được không? Rồi. Rồi, bây giờ mình mới học tới cái luật nhân đúng không? Đó, cái luật nhân. Nhân ở đây sao? Là nếu mà xác suất của A giao với B đúng không? Thì bằng cái gì? Thì bằng là A điều kiện B nhân cho B. Có nghĩa là nhớ là cái mình biết ở phía sau này nè, thì là mình nhân với cái phía sau vào và để cái điều kiện vào. Tại sao lại nó có công thức này? Thực chất ra là nó tự công thức này ra. Đây nè. Ở đây A giao B đúng không? Chia cho A. Cái con A ở đây nè, xác suất A là đá nó lên. Đá nó lên. Có nghĩa là A giao cho ổ B, xác suất của A của B giao cho A thì bằng là xác suất của B ngược lại, đúng không? B điều kiện A nhân cho xác suất của A. Đúng không? Có nghĩa là cái công thức của condition probability nè, đá nó lên là thành cái phương pháp nhân, đúng không? Luật nhân. Ok không? Nhớ ha. Ha, nhớ nha. Rồi. Và ở đây thì điều kiện này thì ngược lại, điều kiện cái gì thì nhân cho cái xác suất tổng của nó ha. Đó, điều kiện A thì nhân cho cái xác suất của A, điều kiện B thì nhân cho xác suất của B, thì làm sao chứng minh, thì thực chất ra là nó là hai cái công thức này nè. Đó, thì đá cái này qua đây, đá cái này qua đây mà
A giao cho B hoặc là B giao cho A thì nó đều bằng nhau hết, bởi vì hai cái này bằng nhau, bởi vì là cái này có dấu bằng chỗ này luôn. Được không? Ha. Ok không? Chứng minh đó mọi người nhìn thấy là mai mốt là mình cứ cái công thức vậy nè. Đó, chứ không biết A với B nó là gì hết. Ha. Mốt mình cứ chứng minh công thức giống giống vậy nè. Ha, đó. Rồi, tới đây được không? Hiểu được cái luật nhân chưa? Nhớ ở đây là giao nha, giao u ngược nha, giao u ngược. Rồi rồi bây giờ mình mới học tới cái statistical independent là độc lập, đúng không? Đó, độc lập hai cái sự kiện A và B, đúng không? Nó là độc lập nếu mà nó không có ảnh hưởng lẫn nhau, đúng không? Ví dụ trong cái phần trước á, mình đã học cái hai cái cặp của cái sự kiện independent nào, đúng không? Mình có là số người ở trong lớp, đúng không? Tóc đen, cái người trong lớp mà mắt xanh, đúng không? Còn cái F này là học sinh năm nhất, cái S này là học sinh năm hai, cái T là học sinh năm ba, và cái O này là những học sinh khác, đúng không? Và cái random variable X là cái number of gen edition paper pass, ha, cái môn thi gen ED này đậu. Thì A với B thì sao, có độc lập không mọi người? A với B nè, có nghĩa là mắt xanh, ô tóc đen với mắt xanh nè. Dạ có thì có Tại độc lập, sao? Tại tại sao? vì nó không ảnh hưởng kết quả của nhau, như là người tóc đen thì cái xác suất mà người tóc đen thì không ảnh hưởng tới cái xác suất mà cái người tóc nâu, tức là nó không ảnh hưởng qua lại với nhau. Nhưng mà một người thì có hai cái đặc tính mà. Có khi người tóc đen nó cũng cũng mắt xanh đó em. Nhưng mà Nghĩa là cái này nó không độc lập, có thể không độc lập. đúng rồi, có thể không độc lập. Đúng rồi đó. Tại vì một người có khi mình đâu có biết được, đúng không? Đó. Thì nó có khả năng không độc lập em. Hả? Rồi. Rồi cái A với cái F có nghĩa là đắt he, cái người mà có tóc đen với lại cái năm nhất thì sao? Nó không học tập nên là cũng có thể tóc đen nhưng mà năm nhất, hoặc cũng có thể tóc đen nhưng mà không năm nhất. Nhưng mà thí dụ như ở trên nó cho cái con số á, đó thì tôi thấy cũng khó mà. Rồi bây giờ F với S là first year với second year, Dạ không độc lập, không độc lập với nhau, tại vì nó người ta phải xong năm nhất rồi người ta mới sang năm hai, thì nó là độc lập, nó là không độc lập. rồi không thể nào một người vừa first year vừa second year được hết, đúng không? Đó, cái đó là rất là Ủa, nên nó vậy là phải là gọi là nó độc lập chứ ta, nó không phụ thuộc nhau thì gọi là độc lập. cái này là statistic independent, có nghĩa là nếu mà em tập tụ lại những cái người giống như vậy á, đúng không? Đó thì cái người kia nó, nếu mà em nói vậy thì cái người kia nó sẽ ảnh hưởng tới cái người này, đúng không? Tại người đó phải học qua năm nhất rồi thì nó mới qua được năm hai. Nghĩa là năm nhất với năm hai nó độc lập với nhau, tại vì hai này nó không có thể nào nó có phần chung được hả? Một là năm nhất, hai là năm hai, không có vụ
Nhưng mà ở đây nè, người ta giải thích nè, cái it event này nó stop the order from happening. Thấy không? Stop. Dạ. Ừ. Em nói là nó độc lập đó thầy. Còn nãy không biết bạn hay anh nào đó nói là nó không độc lập. Cái này nó not independent nè em. Not independent, nó không độc lập. Tại vì cái sự kiện này nó làm ảnh hưởng đến sự kiện kia thì nó không không có nghĩa là cái sự kiện mà năm nhất nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự kiện kia, thì hai cái này là hai cái sự kiện không độc lập với nhau, nó phụ thuộc với nhau. À dạ, để đem ngẫm lại chắc. Ừ. Mẹ biết mà bị sai, chắc bị sai sai chỗ dùng từ. Dạ. Ừ. Là như vậy nè, ở đây nè người ta định nghĩa nè, thấy không? Có nghĩa là cái sự kiện này mà nó không ảnh hưởng gì tới sự kiện kia hết thì là nó độc lập, đúng không? Nhưng mà cái này nó có ảnh hưởng, có nghĩa là em đang là năm 2 thì là ảnh hưởng em không thể là năm 1 được, đúng không? Đó. Cái đầu tiên là cái khó nhất, cái probably not, nhưng mà không chắc, đúng không? Đó. Rồi. Cái này là khó lắm mọi người, không có dễ đâu. Bởi vậy là lúc nào thì người ta cũng đặt giả thuyết hết. Chứ mới hồi nãy Quốc Thanh hỏi tôi là mình có thể suy luận được không, tôi nói không á. Bởi tôi cười là tại vì em chưa có đọc cái bài này á, không có đọc cái phần này á, bởi tôi mới cười á. Quốc Thanh hiểu không? Đó. Mình không có tự suy luận được trong cái bài mà người ta không nói gì hết, có nghĩa là cái đó không được phép có, chứ không có tự suy luận được. Được không em? Vậy nè, em thử đi coi suy luận được, ở đây mình còn tranh cãi nữa chứ đừng nói. Đó. Ha, đó. Có nhiều, cái này có nhiều cách để mình giải thích, mỗi người sẽ có một ý kiến khác nhau rất là nhiều, đúng không? Đó. Thí dụ như bây giờ mình nói mắt xanh với tóc đen, ví dụ vậy, đúng không? Nếu mà bây giờ mình nói là mình biết chắc được ở bên ngoài là châu Âu thì tụi nó có mắt xanh chứ tụi nó đâu có tóc đen rồi, đúng không? Thì cái sự kiện này chắc chắn là nó independent, đúng không? Đó. Nhưng mà bây giờ mọi người thấy rồi, con lai đầy hết chứ đâu phải như ngày xưa nữa, đúng không? Đó. Thì bây giờ nếu mà lấy cái trung bình ra thì bây giờ nó ở Sydney này, mọi người thử đi đầy hết à, đầu đen đầy hết. Mà với lại như vậy nữa nè, tôi nói cho mọi người nghe, tụi Tây á, mà nó ở cái vùng nóng á, đầu của tụi nó từ vàng đỏ thì nó chuyển sang đen vậy đó. Nhưng mà mình á, sống ở, ví dụ tôi sống ở Đức có 7 năm trời lạnh nữa, bắt đầu tôi nó cũng hơ vàng, hơ đỏ tí xíu mà thiệt. Mọi người sống ở vùng lạnh nhiều cái bắt đầu là tóc bắt đầu chuyển màu, không nói láo đâu, thiệt á. Còn ở mấy tụi Đức mà nó sống ở, giống như nó đi sống ở cái vùng châu Á nhiệt đới, xong sau nó quay về á, đầu của tụi nó cũng đen à. Lạ vậy đó, mọi người không biết. Nhưng mà từ từ cái này nó quay lại nó đỏ đỏ một tí xíu. Vậy đó. Bởi vì là khó lắm mọi người, không có nói được. Người ta giả thuyết làm sao thì mình chấp nhận vậy thôi, chứ mình cãi thì cũng không biết làm sao ha. Rồi. Nhưng mà bây giờ mình kể như là nếu mà người ta có giả thuyết thì mình cứ theo follow nó thôi, đúng không? Đó. Rồi bây giờ người ta mới đưa ra cái về cái mặt mà xác suất thì người ta nói là nếu mà bây giờ mình điều kiện lên A mà hai cái này nó không có influence lẫn nhau á, đúng không? Có nghĩa là thí dụ như em phải tốt nghiệp năm nhất rồi thì em mới lên năm 2 được, đúng không? Thì bây giờ em điều kiện lên cái năm nhất, đúng không? Đó. Thì cái này là cái đó là có influence, đúng không? Còn chẳng hạn như bây giờ là cái việc là hồi nãy là cái gì á, thí dụ như cái gì mà nó hồi nãy có cái gì mà nó không cái điều kiện gì đó mà thí dụ mình điều kiện là nó không có liên quan gì với nhau hết, đúng không? Thì tại nó đâu có ảnh hưởng tới cái probability của cái B này đâu, bởi nó thành B luôn, được không? Ha, đó, nhớ nha. Nếu mà nó không có ảnh hưởng gì hết, đúng không? Kết quả của cái này nó không, sự kiện này nó không ảnh hưởng đến kết quả của sự kiện kia, đúng không? Thì mình bỏ qua được cái này luôn, thành B luôn, ha? Không có liên quan gì hết. Ha? Rồi, như vậy thì
Ở đây mình có là nếu mà ở đây theo như cái luật nhân á, đúng không? A mà xác suất của A giao với lại B á thì bằng là xác suất của B, đúng không? Điều kiện A nhân cho BA, đúng không? Nhưng mà bây giờ ở đây cái điều kiện A này á mình biết được là nó không có liên quan đến nhau, đúng không? Thì mình biết là bằng BA nhân cho BB nhân cho BA. Đã, nhớ ha, luật nhân. Nhưng mà đừng có nhớ cái này, nhớ cái công thức này đi. Nhớ cái công thức ở phía trước này nè. Nhớ cái này đi. Ha. Xong xuôi lúc đó mình á, dựa vào cái điều kiện của người ta để mình loại cái này đi. Đừng có nhớ công thức là này bằng cái này, đừng có nhớ như vậy. Nhớ cái này đi, nhớ cái gốc này. Xong xuôi là mình dựa trên cái giả thuyết của người ta. Đó, lúc mà trong bài người ta sẽ nói được là A với B là độc lập, đúng không? Thì mình sẽ tối giản công thức này thành cái này. Ha. Được không? Nhớ với tôi vậy, tôi nhớ vậy không á, tôi không có nhớ công thức này đâu. Ha. Tôi nhớ công thức chính này nè. Đó, xong sau đó tôi tự tối giản nó lại. Mà tôi cũng không cần nhớ công thức này nữa. Tôi nhớ công thức á, là công thức điều kiện là được. Đúng không? B xác suất của B điều kiện A thì bằng là xác suất của A giao với B chia cho BA, nhớ một công thức đó thôi. Đó là mình làm được hết tuốt tuột tuột luôn. Nha, đó. Rồi. Thì nhớ cái bài người ta cho thì lúc nào cũng có như vậy. Khi mà mốt mình làm machine learning cũng vậy. Đúng không? Mình sẽ tự mình thấy là tụi nó có ảnh hưởng với nhau hay không. Thí dụ như ở đây ai mà làm cái bài Bayesian đó, đúng không? Thì tụi nó hoàn toàn độc lập với nhau. Bởi vì người ta có chữ naive, naive Bayesian classifier, cái chữ naive có nghĩa là ngây thơ, đúng không? Dịch ra là ngây thơ, có nghĩa là cái assumption của nó rất là ngây thơ, là tất cả những cái sự kiện trong đó là độc lập với nhau hết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái này nè, cái condition này nè, nó không cần, đúng không? Nó biến thành cái này luôn. Đó. Ai mà làm cái naive Bayesian classifier đó, nhớ cái này. Ha, đó. Tôi làm tới đâu tôi nhắc tới đó ha. Mai mốt tôi không có nhắc ha. Tự mấy mọi người đọc hiểu và báo cáo ha, đó. Sở dĩ mà nói cái này là tại vì mai mốt mình có sử dụng mà tôi mới nói, chứ không phải là không có sử dụng tôi không có rảnh nói đâu ha, đó. Rồi, ai làm cái đó thì ủa ai làm cái naive Bayesian vậy? Hello. Không phải đâu. Trời ơi, mình làm mà còn không biết nữa hả? Tôi phải đục lại mới được. Ủa không có mà ta. Đây nè, thiên, đúng rồi nó không có vào. Cũng may. Chứ nó mà vào mà. Rồi. Rồi chứng minh chỗ này á, mọi người thấy là người ta chứng minh nhìn dễ thương đúng không? Đó. Bây giờ A điều kiện B thì bằng giao chia cho cái B này, đúng không? Công thức này công thức phải nhớ nè. Đó, condition probability ha. Xong xuôi rồi bây giờ A giao với B mà nó độc lập. Đúng không? Thì thế vô đúng không? Thì bằng là BA đúng không? Nhân cho BB, cái này đơn giản thì cái này thành BA trở lại, đúng không? Chứng minh rất là dễ hiểu. Dĩ nhiên ở đây mình có rất nhiều cái sự kiện chứ không chỉ có hai cái sự kiện đúng không? Thì đây cái công thức mà nó phải là mutual independent ha. Nhớ nha. Thì bây giờ mình có thể nhân nhiều cái sự kiện này nhân lại với nhau ha. Đó. Rồi. Rồi, bây giờ á
Hồi nãy là cái đó là statistical independent, nhưng mà mình lấy cái event, mình lấy cái sự kiện, mình làm cái chủ đề đúng không? Lấy cái object đó là chủ đề. Còn bây giờ mình cho cái random variable. Cái random variable nó khác với cái event nha mọi người, nó không giống đâu. Ha? Cái random variable mà nó independent đúng không? Nếu mà tụi nó không có influence each other. Đúng không? Ha? Rồi bây giờ mình viết cái random variable XE. Nếu mà tụi nó statistical independent thì mình viết được là x lớn đúng không bằng cái x nhỏ đúng không, làm cái giá trị gì đó giao với lại cái y lớn bằng cái y nhỏ đúng không, thì bằng là cái xác suất của bx đúng không nhân cho xác suất của bi cho tất cả những cái giá trị mà x với y luôn ha, x với x nhỏ gì nhỏ luôn ha. Đó rồi bây giờ đó, do cái này viết cái dài dòng quá bởi vì là người ta thay bằng cái này bằng dấu phẩy ha, người ta thay thay bằng dấu phẩy ha. Đó nhớ nha, cái dấu phẩy này là chữ and đó mọi người nhớ nha, bởi vì tôi đóng khung ở đây nè đó, để tôi nói là cái bắt đầu có dấu phẩy chỗ này là cái thay bằng chữ and ở đây nhớ ha, dấu phẩy là thay bằng cái chữ and ha. Còn cái chữ o như thế nào mình muốn mình biết ha, nhớ là ở đây là bắt đầu là cái dấu phẩy nè thay bằng chữ and. Có nhiều người hỏi là ví dụ chữ o thì thay bằng cái gì đúng không, thì sau này sẽ biết ha. Bây giờ nhớ nha, bắt đầu chỗ này á, chữ n đây thay bằng dấu phẩy nhớ chưa, xuất hiện đó có nghĩa dấu phẩy đây nó sẽ tương ứng bằng cái giao của hai cái này ha. Đó bằng dấu phẩy là chữ n ha. Đó nhớ nha. Rồi nhưng mà nếu mà giờ XE independent á, khi và chỉ khi nào nó có cái điều kiện này xảy ra, khi và if and only if, có nghĩa là nó ngược chiều được các mọi người ha. Có cái này mình có thể suy luận ra là nó independent, mà nếu mà nó là independent thì mình có thể suy luận ra được cái này nhớ nha, cái này là hai chiều if and only if ha, giống như cái dấu tương đương mà hồi xưa ở trong trường mình học đó ha, thì là if bằng only if thì là như vậy ha, cho tất cả những giá trị của x nhỏ với lại y y nhỏ ha. Nhớ nha, cái này là có cái này mình biết được, mình có thể suy luận ra x với y independent. Còn nếu mà có cái giả thuyết là x y independent thì mình suy ra được cái này nhớ nha. Nè rồi tôi chỉ ký hiệu, tôi nói ký hiệu ha, mọi người phải nhớ nha ha, tại vì mốt tôi viết tôi chỉ viết vậy thôi nè, chứ tôi không có nói là cái này là chữ n nè đúng không, tôi không có nói, và tôi cũng không nói cái này là nó bằng cái này nè, tôi cũng không có nói à, tôi viết vậy là phải biết ha. Rồi bây giờ mình nhìn cái picture như thế nào đúng không, lúc nào tôi cũng phải vẽ cái hình ra đó để cho mọi người hình dung ra được đúng không. Bây giờ đó A với lại B là statistical independent đúng không, ở đây là nguyên cái hình chữ nhật này nè, nó là cái omega để không gian mẫu của mình đúng không, trong không gian mẫu của mình có nhiều cái sự kiện khác nhau, mà ở đây mình vẽ sự kiện A với sự kiện B nó không có chỗ nào chồng chéo lên hết đúng không. Đó no, they are not independent. Đúng không? Event A and event B can happen together. They stop each other from happen. This is strong dependent, high influence. Ha? Có nghĩa là nó đã chiếm ở bên đây rồi, đúng không? Thì nó không có chiếm bên đây nữa. Đúng không? Hai cái này nó không có overlap với nhau gì hết. Ha? Đó. Rồi. Bây giờ cái event mà W với A trong cái ví dụ đầu tiên á, có statistical independent hay không? À, WA nè. Oh, sorry, cái W nè. Và cái A ở đây nè. Đúng không? Ở đây mình nói là no, they are not independent. Tại sao? Tại vì bây giờ á, ở trên đây là không phải vẽ, đúng không? Vẽ khó, khó mà hình dung ra được lắm mọi người. Bởi vậy là mình phải tính toán có con số. Đó. Ở đây mình nói là B W điều kiện A thì bằng 2 chia cho 4. Có nghĩa là W là white ball mà, đúng không? Ball trắng mà, đúng không? Điều kiện A là nó nằm ở trong cái sự kiện A, đúng không? Đó. Mà cái màu trắng này, đúng không? Là hai. Có hai cái viên màu trắng và trong cái sự kiện A này có 4 viên, đúng không? 2 chia 4. Đó. Bây giờ cái xác suất của cái sự kiện là viên bi màu trắng, thì viên bi màu trắng nó có 1, 2, 3, 4, 5
đúng không? Trong cái không gian mẫu này thì mình có 5 chia cho 11, tất cả là có 11 viên, đúng không? Như vậy rõ ràng á, là BWA sẹt A nó khác với lại cái sự cái xác suất của cái sự kiện W mà biết được là A đã xảy ra, đúng không? Đó, nó khác là nó khác với lại là cái sự kiện WA, bởi vì tụi nó là không independent, đúng không? Vẽ ra rất là khó đó, mọi người thấy không, vẽ ra nó không có logic mấy đó. Nhưng mà bây giờ mình lấy con số đó mình tính đó, như giống như cái này nè, thì mình mới thấy được là tụi nó không có independent, đúng không? Đó ha. Như vậy thì bây giờ thí dụ như giờ mình có cái event A và B, đúng không? Ở trong cái hình này là A nè, đó. Như vậy mình vẽ B là cái gì, đúng không? Mình muốn nói lên cái independent giữa cái sự kiện A và B. Đó. Cái nó phải nằm ngoài cái omega vậy. Không, ở cả hai cái sự kiện A và B này phải nằm trong omega. Omega là cái bự nhất đó. Không có cái nào mà nó bự hơn cái omega này hết em. Dạ, nó nằm bên phần mà căng. Đúng rồi, đúng rồi. Không có nói là A còn B bằng 1, cho nên là có thể là nhỏ hơn hoặc là có thể hát hơn cái phần mà căng hơn. Ừ, đúng rồi đó. Ừ. Rồi. Có nghĩa là bây giờ ở đây là mọi người thấy là khi mà mình biết được là xác suất của B điều kiện A là bằng B, đúng không? Có nghĩa là bây giờ á, A có A thì không có liên quan tới B hết, đúng không? Mà A cộng với B, đúng không? Bằng omega thì mình vẽ B bên đây là đúng rồi, đúng không? Không có overlap gì với cái này hết ha. Rồi. Rồi bây giờ vô cái quan trọng nhất nha mọi người. Trời ơi, cứ đi tới mấy cái này mà thấy mệt mỏi luôn đó thiệt. Rồi, bây giờ á, cái ông này nổi tiếng lắm mọi người ha. Đó. Ổng public có một bài trong cuộc đời của ổng thôi mà ổng nổi tiếng. Tôi ước gì tôi cũng public chỉ cần một bài thôi về hưu, đúng không? Chứ khỏi phải public nhiều. Mà chính bản thân ổng cũng không có public cái bài đó nữa. Bạn của ổng á, ổng mất rồi, bạn của ổng public cho ổng á mọi người. Mà hay quá, người ta làm chỉ có vậy thôi à. Người ta suốt đời ta xin funding vô. Nhưng mà lúc đó đâu có xin funding đâu, không biết hồi xưa nhà khoa học làm sao ha. Chứ bây giờ thì tội nghiệp quá. Bây giờ thì public phải public liên tục chứ đâu có giống như ổng này, ổng làm có một bài thôi đó mọi người. Đó. Nhưng mà ông cũng mất sớm, có 59 tuổi rồi. Đó. Public có một bài mà nổi tiếng tới bây giờ. Tất thần tật là điều sử dụng vô. Mọi người biết là cái machine learning là sử dụng cái lý thuyết của ông này để giải thích tất thần tật mọi thứ mọi người. Đó. Statistics cũng vậy. Đó. Rồi cái theory mà nói cái gì? Đúng không? Bây giờ á, là mình đổi cái không gian mẫu nè mọi người. Nè, mọi người thấy không? Làm sao để mình đổi không gian mẫu? Không gian mẫu của mình đây là mình điều kiện lên A, đúng không? Rồi mình quay lại cái story này của mình nè. Khi mà mình điều kiện lên A là cái không gian mẫu của mình từ omega, đúng không? Cái này là BW sẹt, đáng lẽ là phải sẹt đứng omega, nhưng mà do omega mình không biết sẹt cái làm gì hết, đúng không? Tại vì chia cho 11 nè, mọi người thấy chia cho 11 là 11 viên bi ở trong omega nè, là chia cho 11 nè. Đáng lẽ cái W này phải sẹt với omega đó, nhưng mà do mình tối giản lại với mình không sẹt omega thôi. Hiểu chưa? Ha, đó. Bây giờ mình chuyển qua cái không gian mẫu của mình là A. Thấy không? Tại vì đây là viên bi A nè, có 4 viên nè, mình chia cho 4 nè. Đúng không? Mình chuyển từ không gian mẫu omega sang cái không gian mẫu là A. Đúng không? Bây giờ cái ông Bayesian ổng mới nói là giờ tôi biết sự kiện B điều kiện A, mà bây giờ làm sao tôi có thể đổi lại là cái không gian mẫu là từ A đổi sang B được, đúng không? Đó, làm sao mình làm được vậy đó. Nhưng mà cái công chuyện của ổng chứng minh chỉ có một dòng thôi mọi người. Bây giờ mình biết được, đúng không, mình biết được là cái xác suất
của cái giao của A với B hay là xác, hay là cái xác suất của giao của A với B và bên đây B của A, B với A thì nó bằng nhau mà, đâu có khác nhau đâu. Đúng không? Thì bây giờ mình sử dụng cái luật nhân, đúng không? Cái luật nhân ở trên thì mình có từ hai cái này mình biến thành cái này biến thành cái này thì làm được, đúng không? Có cần quay lại để xem không? Là xác suất của B giao với A, đúng không? Thì bằng cái gì? Thì bằng là xác suất của B điều kiện A nhân cho A, đúng không? Đó, nè quay lại đi, là cái luật nhân nè. Nè, cái luật nhân nè, ha, xác suất của A giao với B, đúng không? Thì bằng là xác suất của A điều kiện B và nhân với lại xác suất của B. Đúng không? Đó. Mà bên đây thì hai cái này bằng nhau nè. Đúng không? Đó, mình đã có cái này rồi. Thì cái công thức của ông đó thì ông chỉ đem cái này xuống dưới đây chia thôi, đem cái này xuống dưới đây chia thôi. Thì ông A với B thì chuyển là B với A. Đúng không? Đó. Mà sử dụng mãi tới bây giờ vẫn thấy hay. Đó. Bởi vì là người ta giỏi, người ta làm có chút xíu việc thôi, sử dụng mãi cả bao nhiêu mấy kiếp đời luôn. Đó, ăn mãi không hết, chỉ suy nghĩ ra có như vậy thôi đó. Mà ông chết cũng không thèm publish nữa mọi người. Đó, bạn của ông publish đó, bỏ tên ông vào. Đó. Nè ha. Mọi người nhìn thấy không? Từ đây biến thành cái này, từ đây biến thành cái này. Rồi đem cái này chia xuống dưới đây là thành công thức Bayesian. Sự hay ho của người ta đó mọi người thấy không? Người ta đâu có làm gì cao siêu đâu, người ta chỉ làm vậy thôi là ăn cả đời luôn. Xin bao nhiêu funding cũng không hết. Nếu mà bây giờ đó. Rồi. Thấy làm sao? Thấy làm sao? Ha. Bây giờ nhớ trong đầu cái quan trọng nhất là cái ý nghĩa của việc này là bây giờ tôi có cái điều kiện, đúng không? Không gian mẫu của tôi đang ở A, đúng không? Làm sao tôi chuyển không gian mẫu sang B, đúng không? Có nghĩa là ý ở đây nói là làm sao tôi có thể express cái này nè bằng cái gì đó, đúng không? Mà không phải không gian mẫu của A đó, mà bằng cái không gian mẫu của B đó, vậy đó ha. Thì bằng cái, thì cái công thức này rõ ràng là vậy nè, đúng không? Xác suất của B điều kiện A thì bằng ngược lại với nó, đúng không? Xong xuôi nhân cho cái xác suất của cái điều kiện là B, rồi chia cho cái xác suất của cái này ở bên đây là A. Nhớ vậy đi là được. Đó, đó. Ok không? Mọi người thấy không? Rồi, bây giờ mình coi cái ví dụ ha. Cho mọi người không biết cái này là mình bữa kế tiếp nữa mình không có làm được đâu ha. Cái Bayesian decision theory là mình không có, mình phải hiểu cái này ha. Đó. Rồi. Bây giờ á, ở đây là một cái ví dụ, đúng không? Bây giờ một cái bác sĩ biết được là cái bệnh viêm màng não mủ á, gây ra bởi stiff neck á, là 50%, đúng không? Còn cái variability của cái patient có nghĩa là mình biết được là cái B của cái meniscus này nè, đó, cái xác suất của cái M này nè, đó là 1/50,000, đó. Và cái variability của một cái patient, đúng không? Mà có cái stiff neck, có cái stiff neck không biết là cái dịch là cái gì nữa, ha, là 1/20. Ha. Dịch ra cái này là cái gì vậy mọi người? Cái đó là dấu hiệu cổ cứng của viêm màng não đó thầy. Ừ, rồi, cảm ơn. Dấu hiệu cổ cứng. Ừ. Rồi, như vậy thì mình mới viết ra lại, tại vì chỗ này nó không có đủ á mọi người, mà tôi muốn giữ nó trong một cái slide, chứ đáng lẽ tôi phải định nghĩa từng cái, đúng không? Cái viêm màng não mủ là biết, có nghĩa là cái xác suất mà của viêm màng não mủ mà gây ra cái triệu chứng là cổ cứng á, đúng không? Đó, thì cái B, đúng không? Cái B mà biết được là mình bị stiff neck, mình bị cổ cứng á, với cái điều kiện là mình đã nhiễm cái, mình bị cái bệnh viêm màng não mủ, đúng không? Đó, thì là M, đúng không? Đó, rồi còn ở trong đây á, cái B của M, đúng không? Là BM nè, là cái này nè, là 1/50 này, đúng không? 1/50,000 này, đó. Và cái B mà bị cái stiff neck này, đúng không? Là bị cổ cứng á, đó, đó là 1/20, đó.
thì bỏ vô công thức này đúng không? Đó, thì bây giờ người ta hỏi là một cái patient mà bị có cái cổ cứng thì cái xác suất mà bị viêm màng não mủ là bao nhiêu, đúng không? Như vậy là mình muốn tính xác suất của cái viêm màng não mủ khi mình biết được là cái bệnh nhân đó là bị cái cổ cứng, đúng không? Thì dựa vào công thức của ông này, đúng không, mình sẽ express lại là BMS thì mình chuyển thành SM, mình chuyển thành SM trước, đúng không? Xong xuôi rồi cái điều kiện M phía sau thì mình viết B vào phía sau. Còn cái S ở dưới đây thì mình chia cho cái S dưới đây, đúng không? S dưới đây thì chia cho S dưới đây. À, nhớ vậy đó. À, tôi nhớ vậy không? À, đó thì tôi được ra cái này. Ok không? Được không? À, hai cái việc này nó rất khác nhau nha. Người ta rất dễ nhầm lẫn của cái việc là ở đây là mình muốn tính cái xác suất viêm màng não mủ khi mà người ta bị cổ cứng, có triệu chứng cổ cứng. Có triệu chứng cổ cứng chưa chắc gì là bị viêm màng não mủ, đúng không? Có thể có những cái bệnh khác. Đó, thí dụ như là bệnh gì đó thì bác sĩ đây biết, tôi không biết, đúng không? Đó. Thì ở đây người ta tính cái này. Còn ở đây mình tính S có nghĩa là với điều kiện M. Ở đây S điều kiện M. Có nghĩa là cái bệnh viêm màng não mủ đó nó gây ra cái triệu chứng á. Đó, cái triệu chứng mà cổ cứng là 50%. Nó có thể gây ra những triệu chứng khác nữa. Đó. Nhưng mà nó gây ra 50% 0.5 thì là cái xác suất là cái này. Cái mà người ta tính là cái này nè. Đó. Mai mốt mình sẽ rất dễ nhầm lẫn cái xác suất này nè với cái xác suất này nè. Hai cái này nó khác nhau. Rồi, bây giờ có những cái chữ mà nếu mà mọi người không có, nếu mình không định nghĩa trước á, mình sẽ rất dễ dàng bị nhầm lẫn. Có nghĩa là cái priority, ha. Cái priority là cái mà BM nè, BS nè thì gọi là priority, có nghĩa là cái phân bố mà mình biết trước trong cái population của mình. Đó. Thí dụ như giờ tôi hỏi cái priority của xác suất của một người là nữ là bao nhiêu vậy? Hiệp, cái RIO của một người là nữ, ví dụ như lấy trong cái population của mình đó. Similitude là bằng 0.5. Rồi, chính xác, cảm ơn em. Như vậy là cái RIO là cái mà xác suất mà ai cũng biết nó là bao nhiêu á, đúng không? Đó, thì là gọi là cái RIO. À, nhớ cái đó nha. Ví dụ cái BM nó không có điều kiện, không có cái gì hết á, nó là một cái chung chung nhất thì người ta gọi là cái RIO. Đó. Đó, cái BM nó không có điều kiện S, không có điều kiện A, B, C, D gì hết. À, là cái RIO. Cái này á, khó mà có được đó mọi người. Khó mà có được. Đó. À, cái đó là để mà làm cái đó. Nếu mà cái này mà dễ có được đó, thì machine learning rất là dễ làm luôn rồi đó. Nó không có được đâu ha. Cái này người ta estimate thôi, chứ nó không có chính xác. Nó gì đó. Rồi. Nhớ ha, cái này là cái RIO. Cái này là cái RIO nè ha. Rồi. Xong rồi. Bây giờ mình mới làm thử một cái ví dụ khác. Cái công thức là nhớ vậy ha, tôi lúc nào cũng lặp đi lặp lại công thức hết đó ha. Đó, mình lấy B, A, phần B đúng không? Mình đổi ngược lại ha. Rồi ở đây cái điều kiện nào thì nhân với cái điều kiện đó. Và bên đây nè, chia cho cái gì, điều kiện gì thì chia cho dưới. Nhớ vậy ha. Rồi, ở đây có ai làm giúp tôi bài này được không? Hay là về nhà làm đi hả? Chứ sợ không kịp đó. Ha? Về nhà làm đi ha. Tôi có bài giải đây luôn á mọi người. Tôi có bài giải đây luôn á. Rồi bài số 3 này thì tôi cũng có bài giải luôn rồi. Ha? Rồi. Có bài tập ở trên lớp, bài tập về nhà rồi. Nhưng mà bây giờ mấy cái chữ, đúng không? Đó. Cái chữ này nè. Rio. Là cái này, đúng không? Là cái mà mình phải biết ha. Còn cái này á, nó gọi là marginal ha. Còn cái này á, là cái likelihood đó. Còn cái này là posterior ha. Người ta nói posterior có nghĩa là mình có cái này nè, là cái RIO, là cái mình phải biết. Còn cái này là sau khi mình tính toán rồi thì mình được cái này gọi là cái posterior ha. Đó, cái sau có nghĩa là cái này cái trước là mình phải biết nè. Tại công thức cái này thì mình phải biết cái này mình mới tính được cái này chứ.
đúng không? Bởi vì là cái này cái rayon, còn cái này là likelihood ở trong cái population của mình đó, mình tính trên điều kiện đó mình có bao nhiêu, đúng không? Còn cái b chia dưới là cái marginal, à, cái marginal này thường á mình sẽ dùng cái partition theorem á, để mình tính nè. Cái này nè nhớ ha, cái này dùng partition theorem để tính nè. Cái này thì luôn luôn người ta cho sẵn, còn cái này á mình tính likelihood dựa trên giống như là cái con số tần số để tính, ha, nhớ đó. Trong mấy cái này, cái này thường người ta sẽ cho, ha. Còn cái này mình dựa dựa cái b này nè, dưới nè, mình sử dụng cái partition theorem để mình tính, nhớ nha, cái hồi nãy mà làm cái bài tập đó đó, tôi cho làm bài tập đó để chuẩn bị cho cái này đó, ha, đó cái partition theorem, ha, mình nhớ không, cái miếng bánh mà hình tròn nó chia làm 4 miếng đó, thì sử dụng cái đó để công thức đó đó để tính được cái b này, ha. Còn cái likelihood này có nghĩa là mình đếm tần số và mình chia, mình sẽ ra cái này, ha. Đó, thường thì cái công thức này vậy, nhớ mấy cái tên của nó nha mọi người, tại vì lúc mà người ta viết cái bài tập hay là trong cái trong cái machine learning, người ta sẽ nói cái này derived, cái gì likelihood, cái gì là marginal, rồi cái gì là posterior, ha, chứ nó không có ghi ra cho mình giống như vậy đâu, được không? Bởi vì là tôi phải định nghĩa kỹ như vậy đó, ha, tôi làm màu mè lên cho mọi người thấy rồi đó, ha. Rồi bây giờ cái partition theorem này nãy nói rồi đúng không, ha, sử dụng cái công thức này để tính cái b dưới nè, chỗ này nè, ha, là chuyên gia là người ta sẽ gài vô cái partition theorem đó. Rồi bây giờ tôi muốn phân biệt một tí xíu ở đây là giữa cái mutual exclusive với lại cái statistical dependent, ha. Tôi biết là tôi bản thân tôi cũng lộn, bởi vì tôi sẽ lúc nào tôi cũng nhắc tới nhắc lui cái gì mà tôi lộn, tôi không biết được mọi người có lộn không, nhưng mà tôi thì hay lộn. Khi mà tôi nói a với b là statistical independent, có nghĩa là tôi muốn nói cái ở trong cái phép nhân đó mọi người, ở trong cái phép nhân á, là ở đây mình có cái phép nhân là b xác suất của a giao với b thì nó bằng cái gì vậy, nó bằng cái gì vậy, sống nhớ tên ai ta, Hiếu, cái này nó bằng cái gì vậy em? Hiếu ơi, xác suất dạ a giao với b thì nó bằng cái gì vậy? Dạ, nó bằng xác suất của a cộng xác suất của b xong là bằng xác suất, là bằng hợp của a và b xong rồi trừ cho xác suất của a xong rồi trừ cho xác suất của b. Không phải đâu em, cái này là giao cái chữ u ngược, còn cái này á là hợp. Không phải đâu em, xác suất của a giao b thì bằng với lại xác suất của a điều kiện b, xác suất của a điều kiện b nhân cho xác suất của b. Nhưng mà do nó independent, bởi vậy là mình tối giản cái a điều kiện b thì thành đó hả, là b là bằng xác suất của a thôi, không cần phải điều kiện b nữa. Được không em? Dạ dạ. Ừ. Rồi. Được không? Được không? Dạ 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 được rồi. Mấy người khác thì sao, có nhớ cái đó không? Thực chất cho nó là condition probability, nó chỉ đảo qua đảo lại thôi đúng không? Dạ được. Và để tôi ghi lại, tôi sợ mọi người quá. Giống như trên trời rớt xuống vậy. Cái này condition nhưng mà do nó independent cho nên là nó bị trừ tiêu mất. Còn lại BE nhưng BE. Tôi giảm bớt một cái đúng không? Chứ đáng lẽ đây là nó phải bằng cái này trước nè. Nhưng mà ở đây nó A với B nó sẽ có independent nè. Bởi vậy là cái B điều kiện B nó không có ý nghĩa gì hết. Đúng không? Thì mình viết thành là B của A luôn. Đúng không? Đó. Nhưng mà cái tôi nhấn không phải là này. Cái tôi nhấn là cái chữ giao là cái chữ and á. Là một đúng không? Thì nó đi với cái việc nhân là cái dấu nhân ở chính giữa này nè. Được chưa? Chữ and thì đi với dấu nhân. Đúng không?
Rồi xong xuôi dưới đây nếu mà A với B là nó mutual exclusive, có nghĩa là A với B nó không có giao nhau cái gì hết á, đúng không? Thì A, xác suất của A mà hợp với lại B á, đó thì bằng A cộng bằng xác suất của A cộng với xác suất của B, được chưa? À, còn nếu mà bây giờ mình không biết A với B nó có exclusive hay không, không ai nói gì hết, đúng không? Thì nó bằng xác suất của A cộng với xác suất của B trừ cho xác suất của A giao B, nhớ không? Như vậy ở đây cái chữ giao này nè, ở cái chữ hợp này nè, đó là chữ O, thì nó đi với cái adding đó, đi với dấu cộng đó, nhớ không? Luật nhân, đúng không, thì đi với statistical independent, còn cái luật cộng ở đây, đúng không, thì đi với cái mutual exclusive. Nhẩm lại đi mọi người. Cái mutual exclusive dễ hình dễ ha, nó không có dính lại với nhau là mutual exclusive. Còn statistical independent dễ không có được, dễ hình không có được ha, nhớ vậy nha. Cái statistical independent dễ nhìn không có được, còn cái mutual exclusive dễ được, nó không có overlap với nhau thì nó mutual exclusive. Ok không, được không, tới đây nhớ được không? Nhẩm lại đi mọi người. Tới đâu cái mình lấy một cái ví dụ mình nhớ ha, mình tự lấy ví dụ mình nhớ. Nhớ nha, O thì đi với dấu cộng. Đó. Còn and thì đi với là dấu nhân ha, đây là dấu nhân nè mọi người. Để tôi ghi dấu nhân, tôi sợ mọi người không thấy được. Đó, tôi ghi như vậy luôn á. Ghi giống như cho mấy người bệnh đau mình. Dạ thầy, cho em hỏi này chút được không thầy? Hỏi đi em. À dạ, thì em nhớ là hình như là cái independent vẫn vẽ hình được, nhưng mà phải cần tính toán á, giống như cái bài mấy nãy thầy vẽ, thầy cho câu hỏi gì mà cái hình chữ nhật á. Rồi vẽ cái B làm sao để mà independent với cái A, cái hình A. Tại vì vẽ được, tại khi không kêu theo kiểu gọi là không phải là nhưng mà phải còn tính toán để mà chứng minh được, ví dụ như là xác suất của B phụ thuộc vào A nó sẽ bằng với xác suất của B không, kiểu vậy á, là mình tính theo kiểu diện tích đồ á, diện tích của hình á, tại đó lý do vì sao mà nó bị hình chữ nhật chứ không hình tròn, dễ tính. Em nhớ là như vậy thôi. Còn mutual exclusive có nghĩa là mình vẽ hai cái hình tách biệt nhau, có nghĩa là nó không dính dáng hết, nhưng mà independent thì vẫn vẽ hình được, nhưng mà phải cần tính toán. Nhưng mà independent thí dụ như nãy mình nói mấy cái independent thí dụ năm nhất với năm hai thí dụ vậy đó, mình vẽ đâu có được, đâu có, tại vì nó mang cái tính chất gọi là nó không có quantity được, hiểu không? Đó, nó mang cái tính chất gọi là không có analytic được. Nó không, đôi khi nó không logic nữa. Đó, mai mốt em sẽ có những cái người ta nói mà tới thời điểm đó em mới hình dung ra được là tụi nó là dependent với nhau. Ha, đó. Thí dụ như giờ em làm sao biết được là chiều cao có dependent vô cái cân nặng đâu của một người. Đúng không? Nhưng mà nó dependent đó em. Một người cao sẽ nặng à? Nó vậy đó. Thì em vẽ kiểu gì? Đúng không? Đó. Có nhiều cái là mình không có hiểu được trừ lúc mà mình làm. Tôi nói cái đó là dễ á, về mặt sinh lý con người, thí dụ như chiều cao với cân nặng thì đó nó dependent nha. Nó vậy đó. Thí dụ có mấy cái SNP, đúng không? Đó là cái bệnh gì đó, làm sao em định nghĩa được dependent nó như thế nào? Cái đó nó khó lắm em ơi. Rồi. Rồi, như vậy nhớ cái này nha mọi người. Đừng có lẫn lộn ha. Nhớ là chữ U là O, đúng không? Còn chữ U ngược là and. Đó, mà đã and thì đi với lại dấu nhân ha. Còn U thì đi với dấu cộng ha. Nhớ vậy. À, khi mà tụi nó independent thì mình có thể bỏ đi được cái condition, đúng không? Khi mà nó mutual exclusive có nghĩa là tụi nó không có overlap với nhau thì mình bỏ đi được cái phần giao, tại tụi nó có giao nhau đâu,
đúng không? Nó mua từ liệu sĩ có nó không có giao nhau thì cái phần giao này bằng không rồi, đúng không? Thật chất là mình viết cũng được, bởi vì tôi nói là cứ viết ra đi, rồi xong xuôi mình biết được là nó giao nhau bằng không thì mình để cái này bằng không, đúng không? Mình không cần phải nhớ công thức này đó. Bản thân tôi sẽ không nhớ công thức này đâu, tôi sẽ viết cái công thức này ra nè đó. Nhưng mà khi mà nó nói statistic independent, cái tôi bỏ đi cái condition này đi, tôi vẫn lấy này cái a này, ok không? Và tôi vẫn viết cái công thức này, khi mà nó nói là a với b mutual to c có nó không có giao nhau thì tôi lấy cái này tôi bỏ đi, tôi cho nó bằng không, được không? Bởi vì cứ nhớ full công thức đi mọi người, tôi nhớ full đó, rồi xong xuôi nó cho thêm cái điều kiện gì đó thì tôi sẽ bỏ nó đi đó. Nhớ vậy đi ha, cái cách làm của mình vậy đó sẽ tốt. Cho tôi giải với mình giải luyện thi đại học dễ sợ. Rồi cái này là viết cho nhiều cái đúng không? Mình partition, mình không phải partition chỉ có mà hai cái đúng không? Partition tới k cái rồi thì mình cũng vẽ vô vậy cũng được. Rồi cái partition thì rất là dễ vẽ đúng không? Đó, ví dụ như giờ có 4 cái hoặc là có 5 cái ví dụ vậy, hoặc là có b với lại không có b đúng không? B là nằm trong đây, không b là cái còn lại đó, thì tạo thành cái b với không b cộng thành cái omega đúng không? Đó thì bây giờ cái partition ở đây thì rõ ràng là mọi người thấy là cái a nè đúng không, là cái dòng chọn, cái bánh dính của bốn cái sự kiện này đúng không, tạo thành cái omega đó. Thì khi mình lấy b của a thì bằng cái b của a điều kiện b một cộng cho b của a điều kiện b hai cộng lại đúng không? Đó thì nhớ cái đó là cái ví dụ nè, đây là cái công thức partition nè, mà viết theo kiểu cái partition này đúng không, cái b của giao của cái b một này nè đúng không? Đó thì nó bằng với lại cái này ha, là từ đây bằng cái này thì biết tại sao không? Quốc Thanh, từ cái này bằng cái này là tại sao vậy em? Dạ em thưa thầy là cái đầu tiên PA mà bằng tổng cái đấy là mình áp dụng cái partition ạ, còn cái sau thì là từng, tức là mình sẽ riêng từng cái một, a giao b một, a giao b hai thì chính mình áp dụng cái công thức mà PA giao b là bằng p của a điều khiển b nhân với pb, thì mình thay từng cái y chạy từ một đến n vào. Nhưng mà nó là công thức gì, cái tên của nó là gì? À, công thức Bayen. Đâu có. Không. Tên công thức thì em. Đúng rồi, tên công thức. Mới xong á, multiplication rule đúng không? Cái luật nhân đó. À, luật nhân, vâng. Mới vừa nói trên xong là thấy cái chữ n nè. Đó. And thì đi với lại cái multiplying đó, là dấu nhân đó, luật nhân đó, đúng không? Do ở đây cái điều kiện b y chỗ này là mình đâu có biết nó là independent hay không đâu, mình cứ để nguyên, đúng không? Đó cái luật nhân đó. À, nhớ nha, mỗi cái nó đều có cái tên của nó hết ha, mọi người làm tới đâu mốc ghi cái tên đó cho tôi để tôi biết mọi người có hiểu hay không ha. À, rồi cảm ơn em. Rồi ở đây thì vẽ ra để cho mọi người thấy được ha. Đó. Rồi cái này nãy nói rồi ha, nói rồi luôn. Rồi. Thôi cái bài tập này mọi người tự về nhà làm coi đi ha, chứ nói không có hơi đâu mà nói luôn. Tự nghe về làm coi đi. Có hình vẽ ra hết cho mọi người ha. Rồi. Hồi nãy là mình học về cái and đúng không? Cái and. Bây giờ mình học về cái or đúng không? Đó. Cái or thì trừ đi cái này đúng không? Nếu mà nó không có cái gì là mutual exclusive hết đúng không? Mình phải trừ. Có nghĩa là cái giao nó có với nhau, nó còn dính với nhau. Nếu mà nó có thì mình phải trừ nó đi. Nếu mà nó mutual exclusive, nó không có phần giao nhau đúng không, thì mình phải trừ đó. Thì đây người ta viết cho hai cái và viết cho ba cái vậy thôi ha. Thì cái này ở đây là có phần giao nhau nè đúng không, phải trừ nó đi nè, tại vì nó hai lần, nó intersect hai lần đó. Còn cái này ở đây đúng không, đó thì bây giờ ở đây là nếu mà a giao a mà join lại với b đó thì nó có
cái A này đúng không, với lại nó một cái bit của B nữa, tại vì nó có ở đây mình mất cái A thôi đúng không, nhưng mà ở đây nó vẫn vẫn có một phần ở đây đúng không, ở đây là hai lần tại overlap lên đúng không, phía trên cái của B cái phía dưới của A, bởi vì mình phải trừ đi đúng không, còn dưới đây á thì mình mất đi cái phần mà overlap ở bên cái B này rồi đúng không, đó bởi vậy là mình trừ đi chỉ có một thôi chứ mình không có trừ đi hai ha. Rồi intersection nãy mình đã học ở trên rồi đúng không ha, nếu mà nó independent đúng không thì mình bỏ nó đi đó, mình condition bỏ cái B chỗ này đi ha, là thành là BBA. Rồi cái Robertia complement ha, thì bằng là hồi nãy là cái bài tập mà của Quốc Thanh làm đó ha, cái bài tập đó complement là lấy cái A trừ đi cái 1 trừ BA. Rồi bây giờ tổng kết lại cái cách mà người ta làm một cái bài tập như thế nào đúng không, ở đây tôi thật sự tôi không quan tâm tới những cái bài tập này, tôi chỉ muốn mọi người làm quen với cách mà người ta định nghĩa đó, tại vì mấy mốt mình sẽ nhìn vô công thức đó, vậy đó mình phải làm quen với chuyện này. Ví dụ như giờ là define cái sample space là cái gì, rồi formulate cái event đúng không, đặt tên giống như vậy để chi, để mình đặt tên nó rồi thì mình mới ráp nó vô, mình mới biết được là xác suất là cái nào đúng không, B của C nó là cái gì, B của C với lại giao với L là cái gì đúng không. Rồi mọi người coi là người ta làm nè, thí dụ như bây giờ người ta lấy B L rồi người ta chia ra thì người ta nói đây là B L chia với lại C đúng không, rồi chia với lại C negation gạch đầu, thì người ta nói là người ta sử dụng partition theory đúng không, đó rồi xong xuôi rồi ở đây người ta nói là cái probability of union, tại vì ở đây union đúng không thì bằng cộng lại rồi trừ đi cái giao đúng không, thì người ta ghi tới đâu thì người ta làm tới đâu thì ở đâu có công thức đó người ta ghi ra được không, nhớ như vậy cho tôi ha, gồm có những bước như vậy. Cái mà tôi muốn giống như vậy, tại vì mốt mình sẽ làm chứng minh rất là nhiều ở bên mấy kia mà mọi người không ghi á, trời đất mới hiểu được đúng không, không ai hiểu được ghi cái gì hết đó ha. Rồi rồi đây cái ví dụ thứ hai cũng vậy đúng không, đó thì á, mình formulate cái event, cái space cái sample space nó là cái gì ha. Thí dụ giờ làm một cái ví dụ nhỏ ở đây đi ha, giờ ta nói là Facebook statistics cho New Zealand University này á, thì cái student A là từ 18 cho tới 24 đó, 22% là theo âm nhạc đúng không, thích âm nhạc đó, 34% là thích thể thao đó, như vậy là cái sample space là cái New Zealand đúng không, University tuổi từ 18 cho tới 24 đó, như vậy là cái M là thay cho cái sinh viên mà nó thích nhạc, cái S là cái số sinh viên thích thể thao đó, như vậy là người ta hỏi mình á tính cái B mà negation của M đúng không, mà mình liệt kê ra BM bằng 22 nè đúng không, rồi BS là bằng 34 nè đó, bây giờ người ta kêu tính B của M negation đúng không thì bằng là 1 trừ B M đúng không, thì ra 0.78 ha, đó có nghĩa là không thích nhạc 0.78 cái gì đó. Rồi xong xuôi rồi á, người ta hỏi tính là BM giao với lại S, BM giao với S, S là cái gì, S là sport, bây giờ M giao với S, mà giờ để tính M giao với S thì phải có cái gì, nó không independent cho nên không tính. Không, bây giờ có cái công thức nào đó, giữa B, M giao với S đó. Nhớ là giao có nghĩa là and, mà and thì sao, and thì bằng cái gì, and thì bằng nhân. Đúng rồi, and bằng nhân, công thức nhân là cái gì, xác suất của M theo điều kiện S nhân cho BS. Đúng rồi, bây giờ đó là BS thì có đúng không, nhưng mà xác suất của B của M điều kiện S mình có không? Dạ không. Nó đâu có cho cái gì condition đó. Yeah. Đúng không? Yeah. Đó. Mai mốt làm cái gì á, mình đừng có nói rằng mình phải có công thức, mình chỉ ra cho người ta trúng cái chỗ đó thì mới được. Ha? Đừng có nói mơ hồ, không có nói mơ hồ. Ha?
phải dựa vô công thức, dựa vô cái mình học á, người ta dạy cái gì thì nói cái đó, đúng không? Lấy công thức ra đó, mình nói là công thức nhân, đúng không? Giống như hồi nãy Hoàng nói vậy đó, chính xác 100%, có nghĩa là giao là and, đúng không? Thì là sử dụng công thức nhân đó, mà công thức nhân mình decompose ra mình có s thiệt, nhưng mà mình không có b của m điều kiện s, mình không có, đúng không? M điều kiện s của mình là mình đâu có cái sinh viên thích nhạc, đúng không? Mà biết được cái sinh viên đó thích sport trước rồi, đây không, nó không, đây không có nói gì, đúng không? Nó không có đó ha, đó rồi. Rồi, bây giờ người ta mới nói là 48% của sinh viên á, thích, không có thích cả nhạc và thể thao luôn á, ha, là 48%. Tìm cái BM, view nhìn lại, hợp lại với S, và cái BM giao với S. Thì bây giờ mình có là cái này là negation, đúng không? Giữa cái BM US, đúng không? Thì bằng 0.48. Thì cái BM mà U nhìn S thì bằng 1 trừ cho cái này, đúng không? Thì mình là có cái này là 0.52, đúng không? Mình ra là M U nhìn S, đúng không? Đó. Mà bây giờ cái này mình tính, mình tính là M, cái này bị nhầm quá. Cái này nó bị nhầm á, nhầm ký hiệu. Cái này phải là chữ U á mọi người, đây là chữ U nè, cái này mới giao nè, mới đúng nè, nhầm á mọi người ha. Thì cái này á, là cái view nhìn này nè, tính cái BM à biến chụp inbox. Ủa, thấy nó ghi về giống đúng mà ta. Sao đúng? Ý này có thể là sai chữ. Cái ý thầy muốn tính khác, công thức thầy nói cũng đúng. Cái này công thức nó ghi cũng đúng. Thì em thấy cái này là công thức đúng rồi vậy. Nó chuyển cái B M hợp với S, với lại M M qua với S nó chuyển qua hai vế. Sorry nha. Ở đây là cái này phải là view nhìn đó mọi người, view nhìn, nhưng mà ở đây làm sao giao được, đúng không? Property of view nhìn, mà view nhìn ở đây thì bằng cái BM cộng với BS, đúng không? Trừ cho cái này là cái là công thức view nhìn ở đây nè mọi người, đây intersection view nhìn nè, nè B A U, đúng không? Chỗ này là U nè, đó thì bằng BA cộng BB trừ cho BA gia BB nè, đúng không? Dạ, ý của chị Minh là đổi vế này, đổi vế qua lại á, thay vì cái giờ trước thì giờ nó chuyển sang sau là trừ. Đúng rồi. Cái này nó chỉ khác chỗ là cái có thể cái chữ cái ý nó chưa đúng, nhưng mà công thức thì nó đúng. Ấy nghe giống chị Minh vậy. Chúng ta là nó đổi bên đây qua bên đây đó mọi người, đổi bên đây qua bên đây đó. Rồi. Đáng lẽ là mình phải ghi công thức chính trước đúng không? Rồi xong xuôi rồi á mình mới chuyển nó qua thì người ta dễ hiểu hơn ha. Sorry mọi người. Tôi phải chỉnh lại chỗ này một tí xíu ha. Rồi. Xong sau đó tính cái ở trong đây á, thì tính được cái M view nhìn S ở đây rồi, đúng không? Rồi câu C này, find probability that student is interested in music but not in sport. Có nghĩa là music nè, giao với lại là cái sport này, đúng không?
thì chỗ này mình sử dụng đáng lẽ cũng phải viết cái partition theorem cho nó đàng hoàng trước, có nghĩa là BM đúng không, thì bằng cái BMS nè cộng cho cái BM giao với cái này, mình mới chuyển quế qua ha. Sorry nha, đáng lẽ tôi phải viết một cái gì đó trước ở đây ha, rồi tôi mới chuyển nó qua ha. Rồi được không mọi người, ok không? Ok rồi, bây giờ tổng kết lại đúng không, học xong rồi phải tổng kết lại, đây là cái bản tóm tắt ha, để cho mình biết được là mình đi xong được một cái chương ở trong cuốn sách đó mọi người ha. Hai buổi mình mới đi xong được cái chương cuốn sách, là cái xác suất của một cái tập rỗng đúng không thì bằng không ha, xác suất của không gian mẫu omega thì bằng một ha, đó, và xác suất của một cái sự kiện trong cái omega này thì luôn luôn lớn hơn không đúng không, lớn hơn bằng không và nhỏ hơn bằng một. Khi nó bằng một thì cứ nghe cái a này nó bằng cái omega đúng không, đó, và khi mà nó bằng không thì cái a này là tập rỗng đúng không ha. Rồi mình học cái complement có nghĩa là tại vì tổng xác suất thì bằng a mà đúng không, ở ta bằng một mà đó, cái omega bằng một mà, bởi vậy lấy omega mà trừ đi cái ba thì bằng cái negation của cái a đúng không, cái sự kiện còn lại đúng không, không phải a. Rồi xong xuôi cái view nhìn thì mọi người thấy được hồi nãy đúng là khó nhìn ha, mình chỉ cần chuyển qua chuyển lại cái này nè, dấu trừ bên đây mình chuyển qua thành dấu cộng đúng không, dấu cộng bên đây mình chuyển qua thành dấu trừ ha. Lúc nào tôi cũng nhớ cái view nhìn, tại vì công thức view nhìn bởi tôi nhớ lấy cái này làm chuẩn đó mọi người ha. Cái view nhìn thì bằng b cộng với ở b ba cộng với bb đúng không, trừ cho ba cho cái này là intersect với lại b ha, đó, ở đây là có ba cái event thôi. Rồi nếu mà a với b là mutual exclusive á ha, thì mình không có cần phải trừ cái này, thật chất là mình trừ nhưng mà tại vì cái này bằng không, tại vì nó đâu có overlap với nhau đâu đúng không, bởi cái xác suất không có thì đắt xác suất của một cái rỗng thì bằng không đúng không. Và bây giờ ở đây là cái xác suất có điều kiện đúng không, đó là điều kiện trên cái b này đúng không, thì nhớ là bằng a giao với b đúng không, chia cho cái b, lúc nào ở dưới đây điều kiện b bên đây nè cũng chia cho nó dưới, nhớ ha, mà ở đây là cái giao đó. Rồi cái luật nhân đúng không, luật nhân là gì, là cái lấy bên đây nè là cái giao, nhân thì đi với lại cái giao đúng không, giao là and đi với lại cái nhân đúng không, đó, ở đây thì nhân với lại cái này ha, thì đây thực chất là mình chuyển cái b này qua đây thôi chứ không có làm gì khác ha. Cái điều kiện, xác suất cái điều kiện với cái luật nhân này là một ha, nhưng mà khi mà tụi nó condition independent đó thì cái điều kiện này mất đi ha, cái điều kiện này mất đi ha. Rồi xong xuôi tới cái partition theorem ha, đó có là BA mà bây giờ mình chia ra cái, nhớ là cái hình cái bánh đúng không, chia thành bốn cái bánh, bốn cái bánh đó là B1, B2, B3, B4 đúng không, đó thì tổng của nó cộng lại tất cả các cái xác suất mà chia nhỏ ra đó thì nó bằng cái xác suất của cái BA ha, đó. Rồi trường hợp đặc biệt là chỉ có cái, trong cái omega nó có partition A với B này thôi, ví dụ vậy đúng không, thì mình có là BA cộng cho BB này, hai cái này mà sử dụng ở đây là cái giao, cái and thì đi với nhân đúng không, sử dụng công thức nhân để mình ra BA điều kiện B nhân cho B đúng không, cộng cho cái này ha, nhớ nha, công thức này từ đây tại sao nó ra được cái như này ha, có dấu giao là mình nhớ dấu and mình nhớ là công thức nhân ha, đó. Rồi còn cái Bayesian theorem thì thật chất ra là nó y hệt như là cái công thức này ở trên đây nè đúng không, từ đây là công thức điều kiện, nó condition, bởi vì mình chỉ cần nhớ một công thức ban đầu của mình thôi, cái công thức mà học rất là kỹ là condition derivative là mình ra được công thức Bayesian. Cái ý nghĩa của công thức Bayesian là nó chỉ là đổi không gian mẫu đúng không, có nghĩa là không gian mẫu của mình là A đúng không, bây giờ nó chuyển thành B, lật ngược lại ha, B điều kiện A chuyển qua đây là A điều kiện B ha, nhớ vậy đó. Còn dưới đây là mình làm với nhiều cái B đúng không, còn cái A này dưới đây á, nó là tại sao có thể viết được thành cái này, là sao vậy, tại sao cái A này nè đó là chia cho A ở đây đúng không, thì tại sao viết được thành cái này vậy,
Vậy kim cương. Tại sao viết được thành cái này vậy em? Em chưa trả lời được tại vì em chưa để ý tới cái này. Dạ. Có ai giúp kim cương không? Có ai giúp đồng đội không? Yeah, thay bằng partition theo riêng thì nó được rồi đấy. Rồi, cảm ơn Hiệp rất là nhiều. Cái A này đúng không? Theo cái partition theorem ở đây nè. Đó rồi. Đây nè. Cái A nè. Đúng không? Thì partition theorem ra là bao nhiêu cái B nè. Thì mình được một đống cái B này nè. Đúng không? Mọi người thấy hay không? Đó. Ha. Cái A partition theorem thì ra một đống nè. Partition theorem nè. Hả? Đó. Rồi. Rồi, chain of event đúng không? Là bây giờ là mình có là A1, A2, A3 đúng không? Đó. Và bây giờ mình sử dụng đây là cái dấu này là dấu giao là dấu and đúng không? Thì mình sử dụng luật nhân đúng không? Thì bằng B của A1 đúng không? Nhân cho A2 nhân cho điều kiện của A1 đúng không? Rồi xong xuôi nhân cho A3 điều kiện của A2 giao cho A1. À, nhớ nha, cái luật này là cái luật nhân. Thì cái luật này á sẽ áp dụng trong cái naive Bayesian đó, ha, rất là nhiều. Ha, đó. Khi mà nó independent đó, thì cái này biến mất, cái đống này biến mất luôn. Đó, nó naive và tất cả những cái sự kiện ở trong đó nó đều independent hết. Bởi vì nó thành là BA1 nhân BA2 nhân BA3. Nhưng mà thật chất ra ban đồng phải thuộc công thức này thế này. Ha, đó. Mình làm tới N cũng được. Đó. Rồi, cái statistic independent thì đáng lẽ đây là A điều kiện B đúng không? Đó, theo cái công thức là chỗ này nè. Đó. Thì bây giờ mất đi cái điều kiện đó. Ha. Rồi. Rồi cái multiplication condition probability ha. Thí dụ như bây giờ mình có thêm cái điều kiện ở trong đây á, nhân mà còn có điều kiện nữa. Hồi nãy nhân thì chỉ có A với B thôi đúng không? A giao với B thôi mà bây giờ mình còn có thêm kèm những cái điều kiện B nữa. Đúng không? Đó. Thì mình sao? Thì mình đây mình tách nó ra. Đúng không? Cái này là cái dấu cái này là cái dấu union. Đúng không? Cái dấu union thì bằng gì? Thì bằng dấu cộng. Nhớ không? Ha? Union thì bằng dấu cộng. Đó. Union là cái O đó. Ha, cái O thì bằng cái adding. Đúng không? Bằng cái dấu cộng. Thì mình thành hai cái dấu cộng. Nhưng mà cái điều kiện vẫn để lại. Điều kiện vẫn để lại. Nhớ ha. Nhớ ha. Điều kiện vẫn để lại. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình thay cái B này bằng cái omega. Đúng không? Thì bây giờ bằng BA1 cộng BA2. Đúng không? Đó. Thì mình nhớ cái công thức này. Thì mình làm cái công thức này là được. Được chưa? Chứng minh nó dễ dàng thôi đúng không? Có nghĩa là bây giờ mình chuyển cái này thành cái omega. Đáng lẽ điều kiện đây là omega đúng không? B thì mình thay bằng omega vào. Cái trick đó, hồi nãy người ta chỉ đó. À, cái điều kiện trên omega. Đó. Thì rõ ràng là điều kiện trên omega thì không cần phải điều kiện gì hết. Đúng không? Thì bằng BA1 cộng BA2. Cái này là cái công thức khi mà A1 với A2 mutual exclusive. Mutual exclusive nha, nhớ nha. Ha. Thì cái giao á thì nó mới không cần phải trừ đi cái B1 2 ha. Đó. Rồi. Thì cái này cộng lại tới tần tật cộng lại thì bằng 1. Ha, thì thật chất ra là cái này bằng 1 chính là cái B của omega đó mọi người. Được không? Cái B của omega thì nó bằng một đống cái này. Đó. Rồi. Ở đây cái công thức này nè. Nó rất dễ bị nhầm lẫn. Đó, ha. B của A điều kiện B thì bằng 1, đúng không? Trừ cho B của A ở đây điều kiện B. Đó. Negation của A điều kiện B. Đó, cho bất kỳ cái A.
thì tại sao cái này là đúng, đúng không? Nhưng mà cái này không đúng, nhưng mà cái dưới này không đúng, tại sao? Mình thay bằng cái omega thì đổi không gian. Đúng rồi, trời sao em này giỏi quá vậy ta. Hên thì ơi, hên. Rồi, mình thay bằng cái omega thì bằng BA đúng không? Đó, thì bằng BA thì bằng 1 trừ cho B của cái A gạch đầu đúng không? Ở đây cũng omega, có nghĩa là không có, đúng không? B của A thì bằng 1 trừ cho B của A gạch đầu, đúng không? Cái này bằng omega, omega, được không? Còn này, không có thay omega được, nhìn vô đi, đúng không? Cái này là omega, B là omega được, nhưng mà ở đây là trừ omega thì là gì? Đúng không? Là cái tập rỗng rồi, đúng không? Mà cái tập điều kiện của tập rỗng là không tồn tại, thì cái này nó cũng đâu có tồn tại, đúng không? Đó. Bởi vì là cái này thay không được. Ha, nhớ nha, rất dễ. Bởi vì là cái trick đó rất là hay, mọi người nhớ vậy nha. Ha, có nghĩa là nếu mình cảm thấy có gạch 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 đó khó hiểu, đúng không? Thì cái gạch này thì mình thay bằng cái omega vào, đúng không? Cái omega nó đúng thì mấy cái này nó cũng đúng. Ha, đó. Được chưa? Nhớ nha, cái này rất dễ bị lẫn lộn mà tôi cũng lẫn lộn mà mọi người. Đó. Rồi. Như vậy thì một đống bài tập đang chờ quý vị nè. Ha, một đống bài tập. Tôi nói thêm 15 phút nữa được không? Hay là trễ quá à mọi người? Hello. Đây là được thế. Bài hãy cho dần dần xuống đi hai đường này cho nó nhanh. Ví dụ này nãy thầy có ví dụ câu 1 2 gì đó thì không bài tập gì nhà mọi người tự làm chứ bữa sau mọi người giải cho tôi thì chứ tôi đâu có giải, tôi qua bài mới. Trời đất ơi, tôi qua bài bữa nay nè. À dạ dạ. Rồi, bữa nay mình đi tới cái expectation với lại cái variance ha. À, chứ đi kiểu này chắc tới khuya mới tới nơi. Rồi, expectation là mong đợi đúng không? Dịch ra mong đợi thấy ghê quá. Tôi biết Việt Nam dịch giá gì tôi quên rồi. À, kỳ vọng á thầy. À, kỳ vọng, kỳ vọng. Còn variant là phương sai hay gì ạ? Variant là gì mọi người? Để tôi ghi phương sai. Phương sai. Rồi. Bây giờ expectation nó thực chất nó là mean đó mọi người, nó là average ha. Nhưng mà expectation thì nó cho cả một cái population luôn. Đúng không? Còn cái average hay là cái mean đó, đó thì nó cho một cái sample thôi. Đúng không? Cho một cái mẫu mà mình lấy, ví dụ như một cái cohort gì đó. Đúng không? Còn expectation này là cái cho nguyên một cái population luôn. Ha, quy một cái mẫu lớn luôn, cái omega đó ha. Cái expectation nó giống như cho một cái omega. Còn cái average á, hay là cái mean á, đó thì nó cho một cái mẫu nhỏ, một cái event hay là một cái gì đó nhỏ thôi ha. Rồi. Còn cái variance là cái phương sai thì mọi người biết là nó trên lệch bao nhiêu trong cái population của mình đúng không? Đó. Nó cũng là cái cả hai cái này đều là cái random variable hết mà đó, tại nó thay đổi mà nó không có cố định đâu mọi người. Đó, nó đo đạc cái random variable nó chạy đúng không, cái sự thay đổi đó, cái biến thiên đó xung quanh cái giá trị trung bình ha. Đó, thí dụ như bây giờ tôi gọi cái x này đúng không, nó là cái random variable mà nó đo đạc một cái gì đó tôi không biết ha. Bây giờ mình muốn biết được là cái giá trị trung bình của cái giá trị x này là bao nhiêu. Ha? Tôi thí dụ như là tôi sử dụng cái R binomial, có nghĩa là tôi cho R binomial, cái hàm ở trong R đó, là nó cho mình cái giá trị random. Ha? Đó, cho mình giá trị random của cái... thí dụ như bây giờ mình lấy N là... 190 lần mà mình lấy random 30 lần ha. Cái N ở đây là một thử trial 190 lần và cái probability của mình là 0.6 đúng không? Đó. Thì mình bỏ cái này vô nó sẽ cho mình đây là 30 cái con số random mà có cái N
đó là bằng 190 ha. Đó. Và cái xác suất thành công á, ha, tại vì cái binomial distribution là kỳ trước mình đã học rồi đúng không? Xác suất thành công của mình là 0.6 ha. Đó, thì nó sẽ cho 30 cái đó. Rồi, thì đây mình muốn tính miên của nó thì sao? Thì cộng lại tất cả những cái số này đúng không? Đó, thì mình chia đó. Mình chỉ muốn lấy 10 con số đầu thôi thì mình chia cho 10 đúng không? Tính trung bình của nó chia cho 10. Đó. Thì mình ra là 114 ví dụ như vậy ha. Rồi. Mình có thể tính trung bình của 20 đúng không? Và mình tính hết luôn trung bình của 30. Đó. Thì nó gần tới 114 đúng không? Nó gần tới 114. Đó. Bây giờ mình lấy 100 value, hồi nãy mình lấy 30 value thôi đúng không? Mà bây giờ mình lấy 100 value thì nó ra là 114.86 vậy đó. Có nghĩa là mình lấy cái số n này nó càng lớn đúng không? Thì nó gần với lại cái số 114 là cái giá trị trung bình của mình nhất. Đó, càng lớn mình lấy số n càng lớn thì nó sẽ càng gần. Mọi người có thể thử đúng không? Ở trong R thì có sẵn rồi, đúng không? Có sẵn hàm mấy này muốn cho bao nhiêu số cũng được. Đó. Rồi. Khi mà mọi người lấy 1 triệu nè, mọi người thấy nó càng gần nè, đúng không? Nó 114 nó càng gần nữa nè. Ha? Đó. Thì mọi người cũng biết rồi đúng không? Để tính xác suất á, cái xác suất của cái này á, mean á thì expectation á thì là n nhân cho b. Bữa kia mình học binomial distribution chưa vậy mọi người? Học rồi đúng không? Bernoulli trial đúng không? Ha? Thì bây giờ ở đây thì mọi người thấy lấy 190 mà nhân cho 0.6 rồi phải ra 114 không? Ha? Là nó ra đó. Nhưng mà bây giờ mọi người lấy tới 1 triệu thì nó ra 114.0001 nè, nó gần nè. Ha? Đó. Rồi, thì đây ở đây mình muốn nói là cái giá trị expectation đó là nó bằng cái mean, nhưng mà cái mean với một cái population lớn thì nó bằng. Ví dụ như chỉ có 1.000 thì nó cũng chưa có bằng đúng không? Nó cũng còn chênh lệch là 0.02 đây. Đúng không? Đó, mình lấy 1 triệu thì nó trên là 0.001, đúng không? Nó nhỏ dần xuống như vậy. Ha? Đó. Rồi. Cái expectation của một cái random variable thì được ký hiệu là EX, đúng không? Hay là EX giống vậy, hay là null X giống vậy. Ha? Cái nhớ nha, expectation là phải cả một cái population luôn. Ở đây tôi làm cái simulation cho mọi người thấy được là nếu mà tôi tính chỉ lấy 10 số thì nó chỉ có 113.8 nè, đúng không? Lấy lấy 20 số nè, 114.7 nè, nó gần với lại 190 nhân 0.6 là 114 á, ha, thì nó gần thôi chứ nó không có sát đó. Nhưng mà cái khi mình lấy cái population, cái số mình càng bự lên á, đó, thì mình sẽ có cái số mean của nó đó, đó, cái này là mean nè, mọi người thấy không? Mean nè, nó gần với lại cái expectation của mình. Ha, nó gần, nó muốn chứng minh vậy thôi. Mọi người thử làm đi, ha, chỉ có error rồi cài được, nó chỉ có mấy dòng lệnh thử làm. Ha. Thì cái expectation là gì? Là cái population mean đó mọi người. Ha, đó. Thì nó tính là bằng công thức là nu x này, đúng không? Thì bằng ex, đúng không? Mà ex này là bằng gì? Là bằng x nhân cho cái fx này, ha, fx nhỏ này trên cái random variable x này. Đúng không? Thì nó bằng gì? Thì nó bằng x nhân cho cái probability tại x bằng x. Do cái này mình nói là cái Dirichlet random variable đúng không? Bởi bằng cái bx này. Ha? Rồi, như vậy á, mọi người cho tôi biết cái hàm fx này nó là cái gì vậy? Bữa trước học rồi ha. Nói cho tôi biết đi. Có ai nói cho tôi biết được không? Cái fx này là cái gì? Tại biết sao không? Mai mốt đó mình sẽ sử dụng fx này thay vì cái bx này á mọi người. Nó là gì vậy? Dạ, fx của x là xác suất x tại x lớn bằng x nhỏ. Đúng rồi em. Nhưng mà em cho tôi biết được cái tên của nó gọi là cái gì em? Mình học có hai cái đúng không? Một cái là cái gì á? Nó là cái gì em? Mình có hai cái đúng không? Cái tên của nó gọi là probability function,
đúng không? Hàm xác suất được không? Còn cái mà f, cái chữ f mà in á, cái f chữ in lên chỗ này là fx in lên á, nó là cái accumulative probability function, đúng không? Có nghĩa là cái này là hàm xác suất, còn kia là hàm tích lũy xác suất. À, một cái là accumulative probability function, còn cái này là probability function. À, nhớ nha, cái fx này như vậy. Đó. Thì cái fx là tại cái điểm này là em nói là đúng rồi đó. À, thì nó bằng, cũng giống như bằng cái này tại cái điểm này. À, rồi. Thì đây cái expect value này nó là cái trung tâm đúng không? Hay là nó là cái trung bình đúng không? Của cái value mà nó nhận vào, cái x nhận vào. Nói vậy mọi người khó hình dung lắm không? Đúng không? Đó. Thì khi mà mình có rất nhiều cái sample của mình lớn á, ha, thì cái random number này á, thêm cái distribution này á, thì nó sẽ gần bằng với lại cái new x này. Ha. Có nghĩa là bình thường cái mean của mình nó gần bằng thôi. Nhưng mà cái sample của mình lớn á, càng lớn á, thì cái nó sẽ gần bằng với lại cái expectation, cái mean của mình á. Ha. Đó. Rồi. Ở đây tôi cho một cái ví dụ là ở đây, thí dụ như ở đây mình có cái, ở đây nó cũng cho cái ví dụ cũng hơi khó đúng không? Ở đây mình có cái x này đúng không, là một cái random variable, nó theo cái quy luật phân bói nhị phân phối nhị phân đúng không? Cái n là bằng 190 và cái b là bằng 0.6. Như vậy là cái ex của nó là cái gì? Đúng không? Thì ở đây thì cái ex của nó thì bằng x nhân cho probability đúng không? Mà cái x này thì giữ nguyên, cái probability by x này thì tính bằng công thức này nè. Ha? Đó, có nghĩa là mình lấy tổ hợp của 190 chặt x đúng không, nhân cho cái probability b đây là 0.6 nè, mũ x, và nhân cho 1 trừ cho b, có là 1 trừ cho 0.6 là 0.4, lấy 190 nè trừ cho x, n trừ cho x, có công thức này mình ráp cho mình tính ha. Đó. Rồi bây giờ thì tính bằng cái công thức này có công thức thì ráp vô cũng không có hiểu được nhiều đúng không? Bây giờ mình lấy cái ví dụ này đi, mình sẽ dễ hiểu hơn. Đó. Thí dụ như bây giờ mình có cái random variable x này đúng không? Đó, được định nghĩa là nếu mà nó bằng 1 khi mà cái probability của nó là 0.9, nếu mà nó bằng -1 khi mà cái probability của nó là 0.1. Đó. À. Thì bây giờ á, như vậy x này nó sẽ có hai cái giá trị, tại vì random variable thì nó phải ánh xạ qua cái R đúng không, số thật đúng không, là 1 với -1. Như vậy là cái giá trị trung bình hay là cái expectation này của x là bằng bao nhiêu? Thì theo công thức nè, đúng không, expectation thì bằng x nhỏ nè nhân cho cái probability tổng của nó đúng không, như vậy là bằng 1 nhân cho 0.9 cộng cho -1 nhân cho 0.1, như vậy là bằng 0.8 đúng không, là ra cái average value của x. Hiểu không? Được chưa? À, rồi. Như vậy nếu mà bây giờ á, nếu mà mình hồi nãy mình không nhân á, mình lấy 1 cộng cho -1 mình chia 2, mình không nhân cho probability á, thì nó bằng 0. Đúng không? Đó, thì nó không có trúng. Ha. À, thì bây giờ cái average của 100 cái value á, thì nó sẽ là 0.9 đó. À, 0.9 là nhân cho 1 cộng cho 0.1 nhân cho -1 thì bằng 0.8. Đó là theo cái nãy tôi nói là 1 nhân cho 0.9 đúng không, cộng cho -1 nhân cho 0.1 thì ra là 0.8 đúng không. Đó, mình tính ra cái này chứ không có tính là lấy hai cái x đó cộng lại chia cho 2 đúng không, thì nó ra bằng 0 thì nó không cho mình thông tin gì hết. Rồi bây giờ á, mình thấy được là ở đây á, là cái distribution mean này á, đưa bởi hai cái yếu tố đúng không? Cái thứ nhất á, là cái bx đúng không? Cái thứ hai là cái x. Đó. Thì đây cái công thức của mình á, tổng quát lại đúng không? Để nhớ á, thì mình nhớ là x nè, nhân cho cái xác suất tương ứng của cái bx đó đúng không? Và lấy tổng của nó, nè tổng nó cộng lại nè, đúng không? Thì nó ra cái expectation. Được không? Ha. Như vậy kết luận lại là
cái kỳ vọng nó là một cái hàm số, nhớ nha, kỳ vọng, tại nó giá trị trung bình mà, nó phải là hàm số, nhớ ha, nó phải là hàm số chứ nó không có biến thiên nha mọi người ha, nó không phải là random variable, nhớ nha. Cái kỳ vọng của một cái biến ngẫu nhiên là một cái hàm số, là một con số, đúng không? Đó, nó như là cái giá trị trung bình đó của cái, nếu mà cái sample đó là một cái sample lớn, nó như là cái giá trị trung bình. À, rồi, nhớ lại cho tôi nè, đặc tính thứ nhất của nó, ex, nó phải là một cái hàm số chứ cái đã. Và nó như là cái giá trị trung bình khi mà cái sample nó lớn, đúng không? Cái cỡ mẫu nó lớn. Nhưng mà giờ nói cỡ mẫu nhỏ thì nó cũng gần bằng. À, nhớ vậy luôn. À, đó. Rồi, nó được tính như thế nào? Thì nó là tổng của cái x nhân cho cái xác suất tương ứng của cái x đó. À, đó là tổng. Thí dụ như bây giờ mình nhớ lại cái bảng ha, mình nhớ là cái bảng của mình là tung cái đồng xuất sắc lên, đúng không? Tung cái đồng xuất sắc lên thì mình có, ủa không biết đồng xuất sắc mà sorry. Tung cái đồng xu lên, đúng không? Mình có mặt, mình tung 3 lần, đúng không? Thì mình có là cái mặt ngửa 2 lần, đúng không? Có nghĩa là cái mặt là 2 lần, còn cái đuôi là 1 lần, đúng không? Thì mình tính xác suất ra, thì mình lấy xác suất đó, mình nhân, đúng không? Cho cái giá trị của nó, đúng không? Ví dụ như head thì mình cho bằng 1, tail thì mình cho bằng 0, thì mình ra được cái expectation. Đó, đó, nhớ vậy. Rồi, bây giờ mình thử coi những cái, bây giờ càng ngày thì cái ví dụ nó càng ít với mọi người, tại nó nâng tầm lên, đúng không? Đó, chứ nó không phải như kia nữa ha. Bởi vì mọi người phải làm bài tập nhiều nha, chứ còn nếu không làm bài tập ít không. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình đi vào những cái property của nó ha, những cái đặc tính của nó. Thí dụ như cho A với B là một cái hàm số, đúng không? Thì bây giờ đó, expectation của một cái hàm ha, linear operator có là dấu cộng thôi nè. Đó, thì bằng cái gì? Thì mình á bằng, tại vì cái expectation ở đây chỉ có cái này là cái biến thôi, không có biến ngẫu nhiên x thôi, còn cái B này không có biến ngẫu nhiên x, đúng không? Thì mình cộng B, đúng không? Đó, cái A là một cái hàm số nhân ở đây, đúng không? Mình đem ra ngoài để. Đó, thì nó vẫn còn là A nhân cho expectation của x. Cái random variable mình không có đem ra được khỏi cái A này, nhớ ha. Những cái gì mình đem ra được là cái nó không có cái x á, thì mình nó đem ra ngoài được. Hàm số thì mới đem ra ngoài được ha. Dấu cộng vẫn để lại được ha. Đó, thì mình ta chứng minh là như thế nào? Thì bây giờ người ta chứng minh là cái này thì thay bằng cái công thức ở trên á, đúng không? Thay bằng cái công thức ở đây nè, cái fx này nè, đúng không? Expectation thì bằng tổng của x nhân với cái fx ha. Đó, thì nó cũng bằng bx thôi. Đó, rồi bây giờ ở đây ha, cái ax này, đúng không? Thì bằng, ở đây là cái x nè, nguyên cái ax cộng b này là cái x nè, nhân cho cái fx này, đúng không? Đó, bây giờ mình phân phối tới đây được không? Tới đây, tới chỗ này ok không? Hello. Được. Rồi, xong rồi, đúng không? Bây giờ á, mình mới phân phối cái này nhân vô, đúng không? Thì cái này nhân vô thì bằng là ax nhân cho fx, đúng không? Mà a là hàm số của cái tổng, đúng không? Thì cái tổng mà có a thì cứ đem nó a nó ra ngoài khỏi cái tổng đó, đúng không? Đó, thì bây giờ thì mình bằng là x nhân cho fx ở đây, đúng không? Còn cái b nhân vô cho đây, đúng không? Thì cái b cộng lại đây, đó. Mà mọi người thấy là nguyên cái x nhân cho fx này nó chính là ax, đúng không? Công thức ở trên đây nè, đúng không? X nhân cho fx mà lấy tổng nè thì bằng cái ax nè, đó. Rồi, vậy nguyên cái đống này nè, nguyên cái đống này không có chữ A nha, nguyên cái đống này thì bằng AX nè ha? Chữ A đem xuống ở đây ha? Rồi xong B đem xuống ở đây. Rồi mọi người thấy cái này không? Cái này là cái gì? Cái này là tổng của tất cả những cái FX, cái xác suất BX bằng X đó, tổng của tất cả của nó là cái gì? Nó chính là bằng 1 với bằng Omega đó ha?
cái này là cái partition của nó, mà mình partition của nó mình không lấy điều kiện trên bất kỳ cái gì hết, thì nó tổng lại thì bằng 1, đúng không? Đó, mà b nhân 1 thì bằng gì? Bằng b, được không? Ha, bây giờ mọi người thử lấy cái hàm xác suất mà mình đi hết, cộng hết tất cả, thí dụ như bây giờ mình chỉ có cái x này, thí dụ như có a với lại a trừ a negation đó, đó thì là tổng của ba cộng cho b của a negation là bằng 1 chứ mấy, đúng không? Như vậy b mà nhân cho 1 thì bằng b, thì ra công thức mình chứng minh xong ha. Rồi cho mấy cái này phải quan trọng đó mọi người, phải học nha, tại vì mai mốt mình học expectation nhiều lắm mọi người. Rồi bây giờ mình làm cái ví dụ ha, để mình thấy được là bây giờ cho x, đúng không, bằng cái binomial 3 với 0.2, đúng không? Đó, 3 này là n, 0.2 này là b, đúng không? Bây giờ mình, người ta kêu mình viết cái probability, có nghĩa là cái hàm, cái hồi nãy nói với Kim Cương đó ha, cái hàm xác suất của x, đúng không, và tính cái ex này đó. Thì bây giờ hàm xác suất này thì mình có công thức mình tính bữa trước, hình như tôi không có ghi công thức ra phải, thì bằng 3 chập x, đúng không, rồi nhân cho 0.2 là ở đây là cái b đó, rồi nhân cho x, rồi nhân cho 0.8 là 1 trừ cho 0.2 đó, rồi 3 nè, lấy n trừ x nè, là n bằng 3 là trừ cho x nè, đây là 0 1 2 3, đúng không? Đó, thì bây giờ x ở đây thì mình sẽ có giá trị là 0 1 2 3, đúng không, tại vì n bằng 3 thì mình có 4 giá trị. Thì còn cái fx thì bằng nó bx này, do cái này là discrete probability mà, đúng không? Như vậy 0 thì khi mà x bằng 0 thì thế vô bên đây, cái này bằng 0, cái này bằng 3, 0.8, 0.2 mũ 0 có nghĩa là bằng 0.2, ở bằng 1, đúng không? Cái gì mà mũ 0 thì bằng 1, đúng không? Đó, 0.8 mà 3 trừ cho 3 trừ cho x, là x là bằng 0 là bằng 3, 0.8 mũ 3, còn lấy 3 chặt 0 là bằng 1 luôn, đúng không? Thì nhân ra 0.523, đó, 512, cứ tính hết giống như vậy. Ha? Đó, xong xuôi bây giờ expectation là gì? Là bằng x nhân cho fx rồi cộng lại, đúng không? Bằng 0 nhân cho 0.52 này, đúng không? Cộng lại 1, cộng lại 1 nhân cho cái này, rồi cộng lại 2 nhân cho cái này, cộng thêm 3 nhân cho cái này, đúng không? Thì ra expectation, đúng không? Mà bây giờ mọi người nhìn thử coi, cái expectation á, của một cái binomial distribution á, thì bằng n nhân cho b, đó, n bằng 3 nhân cho b, đây là 0.2, mà 3 nhân 0.2 là bằng 6, thì ra expectation là bằng 6 nè, đúng không? Đó, này nè, đúng không? Thì e expectation của ex thì bằng n nhân cho b, được không? Ha, đó. Rồi, thôi tôi nói tới đây thôi mọi người, ha, mệt quá rồi, không nói nữa đâu. Nhớ cái slide số 11 nha. Thôi mọi người về nhà đọc hết đi, là tôi nói bữa sau cho nó nhanh ha, đọc hết đi ha, đọc hết đi. Rồi, tôi gỡ cái slide bữa hôm nay ha. Giờ mọi người làm bài tập bữa cũ. Đau cổ họng quá. Như bài tập em có nên tách ra để riêng hay để chung luôn cũng được này. Ở trên cái Dropbox á. Để chung luôn đi em, chứ giờ tách ra, tại vì á tách ra sợ mốt không có biết chỗ nào với chỗ nào em ha. Dạ vậy để em ghi lại nha, tại em để cái slide nên có thể mình không biết mình cái bài đọc là đúng. Rồi ở đây thì mọi người thấy được là cái bài bữa trước á là mình học tới cái học hết, đúng không, học hết condition probability, rồi xong xuôi mình học cái Bayes, rồi mình học cái statistic independent, rồi mutual exclusive luôn ha. Đó là cái bài mà tất tật cái chương 1, đúng không? Còn cái chương 2 này á, là mình sẽ học về cái expectation với lại cái variant với lại covariant với lại cái với lại correlation ha. Đó, rồi thì bữa sau á mình sẽ học tới cái Bayesian decision theory ha. Mình, nhưng mình phải học xong cái này chứ đã ha. Rồi
stop đi Giang, stop đi, stop đi record đi.